Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là The Rocking Mint. Nay mình sẽ là một kèo solo với thằng em. Nếu mà rồi đây. Mình có đường gì không đây? Còn đường quốc liền chứ. Không biết sẽ gọi đen hay... May mắn rồi. Ôi, biểu cảm đừng tự bán. Mong sẽ may mắn. Ôi. Điền như cục cất chó. Phải lâu thì đéo được cái sân lịch nào. Mắc gì đây? Này mắc này đi. Cảm ơn tiêu chưa? Thôi để buổi sau đi. Vô chúng ta biểu cảm. Đây, rồi. Biểu cảm đường tính tới nó sẽ đặt ở đây. Ây nhầm rồi, đây anh có mời lại cho. Nhầm rồi. Anh nè. Vô. Đây, em lên rồi. Để lên, vô. Vô hả? Từ nó quấn thua à. Mày nghe. Kể đi, vô. Rồi, nó kêu là solo con. Từ để nói nó. Từ như clip nó xíu. Từ mình hỏi nó thì nó chơi là nó chơi lesson. Ôi xanh rồi. Chơi lesson luôn. Hồi máu ơi. Lesson à. Giờ dùng tam không hay là thành lĩnh thôi. Xin slot thường nhé. Mình không đánh bạc. Được rồi. Áo trong tối được bạn. Đến bạn. Lên áo trong tối được không? Ở đây. Còn thì bạc rồi. Các bạn đang có. Rồi thắng rồi. Rồi mày cầm cái cục thiết đó thì để đéo nào mày ăn được tao. Dạ trời nóng quá em ơi, mày vừa làm gì vậy? Chủ quán nè. Sợ quá, thảm quá. Ôi
thôi.